không được để mang tiếng, mang tai mang tiếng, không được để mất uy tín danh dự của công an. Lúc nãy anh Vượng có nhắc lại đấy, tôi nhiều lần họp nói các đồng chí rồi, giữ cái danh dự. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người công an phải là trong sạch, trong sáng và phải kiên quyết làm mạnh hơn nữa đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, hư hỏng. Vừa qua chúng ta đã làm được một bước, lấy lại được một chút lòng tin của dân, nhưng mà chưa ăn thua gì. Phải tiếp tục đấu tranh làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị. Không thể hình dung được đất nước sẽ thế nào nếu không có lực lượng công an giữ gìn, bảo vệ, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Cái này nó cũ, chả có gì mới cả. Nhưng mà vào lúc này tôi thấy cần thiết, cần phải nhắc lại. Đất nước mà rối loạn thì còn làm ăn gì nữa? Vậy thì trông cậy vào ai? Trông cậy vào chúng ta công an chứ. Đây là ý khái quát nhất mà tôi muốn nói. Làm thế nào để cho đất nước được yên bình? Nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ, môi trường trong sạch, điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển. Mà chỉ cần một cái điểm yếu nào này, một cái sơ suất nào thôi, một cái chỗ hổng nào thôi là có khi sinh chuyện. Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn nền hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Các đồng chí phải hết sức chú ý cùng với quân đội nghiên cứu cơ bản, nắm cho chắc tình hình, dự báo các tình huống để có những cái phương án, có phương án, có chiến lược để sẵn đấy. Không phải dùng đến là tốt nhất, nhưng nó xảy ra thì mình không bị động bất ngờ. Từ cái dự báo ấy thì cái mong muốn công an chúng ta hơn ai hết phải tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang, cái thành quả cách mạng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Như bên trên đã nói, tuyệt đối không được thỏa mãn, nhất là không được tự mãn, mất cảnh giác, nguy hiểm lắm. Cái này là sống còn của chế độ, cho nên phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Bằng bất cứ giá nào phải giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng ta xây dựng lực lượng, tôi muốn dùng chữ đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính. Đối với nhân dân thì phải là con em của nhân dân, tuyệt đối khiêm tốn, học hỏi nhân dân, tất cả vì dân. Nội bộ thì phải đoàn kết, trong sạch là chỗ đó, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng là cái đó đấy. Không được để mang tiếng, mang tai mang tiếng, không được để mất uy tín danh dự của công an. Lúc nãy anh Vượng có nhắc lại đấy, tôi nhiều lần họp nói các đồng chí rồi, giữ cái danh dự. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người công an phải là trong sạch, trong sáng và phải kiên quyết làm mạnh hơn nữa đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, hư hỏng. Vừa qua chúng ta đã làm được một bước, lấy lại được một chút lòng tin của dân, nhưng mà chưa ăn thua gì. Phải tiếp tục đấu tranh làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị. Với cái sự chuẩn bị của chúng ta như thế này, khi ra đại hội, phát huy dân chủ, thảo luận thật tốt, thống nhất cao, ra nghị quyết, đặc biệt là sau đấy phải phát động một cái phong trào mới,
khí thế mới, bước vào một cuộc chiến đấu mới. Có thể nói là đại hội này là một dấu mốc quan trọng được không? Là một bước chuyển lịch sử được không? Cái yêu cầu đặt ra cho cái đại hội là như thế. Để lại một dấu ấn tốt đẹp, mở ra một cái giai đoạn phát triển mới. Chứ không phải bằng lòng đến đây. Nếu như thế thì mới gọi là thành công tốt đẹp.